trận thắng và với hiệu số 3-8 là rất cao với một trận thắng và đường 7-3. Cú tạt bóng vào một tấm điện của Quân Phương. Trong tình huống vừa rồi, không hiểu là trong tình huống vừa rồi thì Duy Hưng lại ra vào lại rất nguy hiểm. Nguy hiểm không vào. Không được. Dứt điểm đã không thể vượt qua được hậu vệ đeo áo số 14 Văn Minh. Văn Minh đội trưởng. Rất hay. Đó là Văn Sơn ra cứu bóng. Văn Sơn đang thể hiện kỹ thuật của mình. Chuyền cho đồng đội không có cơ hội. Văn Đan chút vào bóng rồi không được. Thưa quý vị và các bạn, và như vậy đã có bàn thắng cho cao thủ Đương Sơn. Đó là có vẻ như đó là một pha đốt nữa nhỉ. Còn Đương Sơn thì đã được hưởng 8 quả. Hải ơi, đánh đầu đẹp quá. Nguy hiểm cả không vào. Văn Nam bên phía bên phải, Quốc Chiến, đó là Quốc Chiến đang giao thủ áo vàng đang phối hợp, đó là Quốc Chiến đang bóng rất kéo, không được, Văn Sơn, Quốc Chiến phối hợp với nhau rất an ý, và đó là Thanh Tuấn đã có pha. Hai cầu thủ đang đến trước bóng của Lương Sơn đang chuẩn bị thực hiện cú đá phạt. Cú đá phạt rất có thể đây sẽ là một pha đá thực hiện để cứu thời gian. Rất nguy hiểm. We'll be right back.
ngại. Yeah.
bắn hơi. Ôi da, bắn hơi đã khống chế bóng và để bóng phần ra hơi dài. Vì vậy mà đã tạo cơ hội cho các hậu vệ áo trắng phá bóng ra. Không thể đi qua được hai hậu vệ của trung tâm y tế.